sẻ cho cả nhà lên chiếc này Kubota M5000 DT cả nhà. Đó, chiếc này thì hàng zin hết luôn cả nhà, nhìn thấy đẹp lắm cả nhà. Sạch sẽ nhìn nó đã lắm cả nhà. Để mình xôi cho cả nhà hai cái đùi em nói ha. Cái đùi trước bên đây với bên đây cả nhà. Cô ráo nhìn nó đã lắm cả nhà. Em lại thấy cái độ zin của nó ốc yết này kia, con nào ra con ấy hết luôn. Đùi này kia, đùi trước cầu này kia là sạch sẽ luôn nha. Cục khung xương em nói đây nè, chiếc này là số cơ bên cơ luôn nha. Thì cái dòng Kubota này 5000-7000 là mấy toàn tất cả là nó là cơ cả nhà. Nó là yên zin luôn nha. Nhìn thấy đã lắm cái nhà đây này. Đó, có cái cung mui thì cái cung xương để mà
mái che thì nó có râm râm xét thôi, râm râm xét nhuyễn nhuyễn đó cả nhà. Rồi, tay lái thì còn rất đẹp nha, chiếc này là chạy số giờ là 3.600 giờ nữa nha. Đó, tay lái còn mình thấy còn rất đẹp nha, rất liền lạc. Cả nhà cứ gọi đến trực tiếp bên kho bãi nha, hoặc là đây nè, có cái bảng của kho bãi nè cả nhà, chỉ được luôn cả nhà. Rồi, mình cảm ơn cả nhà nha, cả nhà cứ hỏi trực tiếp bên kho bãi nha, để biết thêm giá cả và chi tiết xe nói nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.